Quốc nó có công dụng rất là nổi trội. Và ngay bây giờ mình sẽ review cho các bạn biết là đặc điểm này, thành phần, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Mucin nhé. Mucin có những đặc điểm rất là ưu việt, đó là sản phẩm xịt khoáng đầu tiên và duy nhất mang túi vỏ gốc ở trong thành phần. Và ngoài ra thì trong thành phần của nó có rất là nhiều các tinh chất quý hiếm, ví dụ như là tinh chất tế bào gốc cá hồi DNA, hoặc là tinh chất thực vật tự nhiên của trà xanh rất là quý hiếm. Như các bạn cũng biết ấy, thì những cái tinh chất này chỉ xuất hiện ở trong các spa lớn ở Việt Nam, và đặc biệt là khi mà người ta thực hiện cách ca lăng kim hay là trị mụn thì người ta mới sử dụng sau khi thực hiện các cái liệu trình đó. Nhưng ở trong Mucin thì đã có sẵn thành phần ở trong thịt quái này. Ví dụ mình có thể nói Mucin là một sản phẩm chăm sóc da một cách rất là hoàn hảo, bởi vì trong đây đã có tinh chất dưỡng da rồi, dành cho những người lười chăm sóc da. Và bởi vì như mình cực kỳ lười chăm sóc da, nhưng khi có Mucin thì mình cũng không cần phải thực hiện quá nhiều bước chăm sóc da nữa, mà da mặt mình vẫn có thể căng bóng và đẹp tự nhiên. Ở trong Mucin thì sẽ giúp da chúng ta, khi mà sử dụng sẽ giúp da chúng ta căng bóng này, giảm nếp nhăn và chống lão hóa, ngoài ra thì còn trắng tự nhiên nữa. Cách sử dụng Mucin nhé, rất là đơn giản, có hai cách sử dụng. Đầu tiên là chúng ta sẽ cầm như này, cách xa là khoảng độ 20-30cm và xịt. Xịt một lượng vừa đủ, sau đó thì xoa đều để cho các tinh chất thẩm thấu vào da. Cách thứ hai đó là các bạn có thể xịt cái tay một lượng vừa phải để tránh lãng phí tinh chất. Sau đó chúng ta sẽ cho đều ra hai tay và đưa lên, mát xa nhẹ nhàng để cho tinh chất thấm vào da. Các bạn thấy không, Mucin này thì vừa có các thành phần cao cấp lại rất dễ dàng sử dụng, và lại có công dụng rất là vượt trội. Vậy thì chần chừ gì nữa mà mỗi chị em chúng ta lại không dinh ngay cho mình một em này để sử dụng nhỉ?